kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ban tuyên giáo có xác ở Hà Nội nhưng hồn thì vẫn ở trong hàng. Vào ngày 27 tháng 7 tờ báo dân Việt có bài viết chuyện về người lính 5 phút trở thành anh hùng lấy răng làm kìm truyền dẫn điện liên lạc giữa bom đạn thời chiến. Câu chuyện lấy răng làm dây dẫn điện tưởng chỉ là chuyện tuyên truyền ở thời mà người dân Việt Nam còn mù mờ không được tiếp xúc với thông tin đa chiều trên thế giới. Tuy nhiên đến nay đã là thời đại 4.0, thời đại thế giới phẳng rồi, nhưng tuyên giáo vẫn bịa ra những mẫu chuyện kiểu như vậy thì làm sao mà lừa được dân. Mẫu chuyện như thế này mà ai tin là có thật thì chắc là người đó không bình thường. Thực ra những tờ báo quốc doanh muốn tồn tại thì phải viết bài theo chỉ đạo của ban tuyên giáo. Trong lúc xã hội đang bất mãn về tình trạng tham nhũng tràn lan của quan chức đảng, họ thay nhau trục lợi trên đầu trên cổ người dân thì ban tuyên giáo cũng nhận ra Đảng Cộng sản đang bị toàn dân chán ghét. Vì vậy, họ cần phải bịa ra những mẫu chuyện mang tính chất chủ nghĩa anh hùng, tô đậm cho sự tài tình của Đảng. Bởi chế độ Cộng sản không có gì để tự hào ngoài những thành tiệu chém giết từ thời kỳ chiến tranh xa lắc xa lờ. Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước mang đến cho người dân Việt Nam sự nghèo đói trồng lên đồng người dân Việt Nam những gọng kìm áp bức, triệt tiêu tự do. Nói chung, họ mang đến rất nhiều tai ương cho đất nước, cho người dân. Tuy hô hào là vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhưng thực tế thì họ làm toàn ngược lại. Dân thì nghèo, đất nước thì yếu đuối, nhu nhược trước ngoại bang, xã hội bất công, ngất trời, bóp chết dân chủ. Và tất nhiên Đảng Cộng sản đã làm những điều ấy thì Việt Nam không thể có văn minh. Cho tới nay, Đảng Cộng sản không có gì để mà tự hào ngoài những chiến công trong quá khứ. Cuộc chiến đến nay đã qua 48 năm nhưng họ vẫn tổ chức ăn mừng ngày họ chiến thắng trước đồng bào miền Nam như một chiến tích vĩ đại vậy. Cái này gọi là ăn mày quá khứ. Để tạo ra bề nổi cho có vẻ hào hùng, ban tuyên giáo đã bịa ra những mẩu chuyện mang tính huyền thoại để mà tuyên truyền lừa dối người dân. Vào năm 2011, tờ báo Quân đội Nhân dân có mẫu chuyện dùng cung nỏ bắn hạ máy bay. Hồi năm 2011, thì tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam có đăng bài tuyên truyền về một người dùng cung nỏ bắn hạ được cả máy bay Mỹ. Câu chuyện này đã trở thành trò cười cho cộng đồng mạng một thời gian khá lâu. Tưởng đâu những câu chuyện bịa đặt ngây ngô như thế đã vắng bóng ở thời đại này rồi. Nhưng không, Ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chỉ đạo cho báo chí nặn ra những mẩu chuyện ngớ ngẩn như thế, để mà lừa mị nhân dân. Nhưng lửa đâu không thấy, chỉ thấy Ban tuyên giáo và truyền thông nhà nước trở thành trò cười cho thiên hạ khắp nơi trong cả nước. Hiện nay, Ban tuyên giáo Trung ương là một cơ quan tuyên truyền rất quyền lực, có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, với cách bịa đặt ngây ngô như thế thì cho thấy bộ óc của ban tuyên giáo vẫn còn như những bộ óc của những người tiền sở sống chẳng hàng động vậy. Cực kỳ ngỡ ngẩn và không hề có tư duy logic, tư duy của người có trí thức. Không biết ông Nguyễn Trọng Nghĩa quản lý báo chí thế nào mà lại để cho đăng những bài báo còn không lừa nổi cả trẻ con. Trong ban tuyên giáo và trong các tòa soạn báo không thiếu những vị tiến sĩ bởi không có một đất nước nào mà lại nhiều tiến sĩ nhờ Việt Nam. Tuy nhiên, về chất lượng sáng tác thì lại rất tệ. Muốn sáng tác ra một bài báo tuyên truyền thì phải có logic mới đánh lừa được người dân. Chứ còn sáng tác theo kiểu dùng lá để bắn máy bay, dùng răng để làm dây dẫn điện vân vân thì lại trở thành trò cười cho xã hội. Không những không tuyên truyền được ai, mà những người bịa ra những câu chuyện ấy cũng có vấn đề về suy luận logic. Đảng Cộng sản luôn chọn hồng chứ không chọn chuyên, nghĩa là họ ưu tiên cho con cháu dòng họ của quan chức của cựu cán bộ Cộng sản, tuyển người bằng lý lịch chứ không phải bằng thực lực. Chính vì cách chọn người như vậy mà quan chức của chính quyền này vẫn cứ phơi bày sự rốt nát ra cho bản dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Nếu ban tuyên giáo muốn lừa dân thì cũng cần phải chọn người biết bịa chuyện ra, bịa sao cho giống như thật, không có chút tỉ vết nào chứ bị chuyện mà để người dân đọc vài câu là biết là nói xạo, thì không biết ban tuyên giáo làm sao dễ dàng lừa được dân nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp với bản tin Ban tuyên giáo có xác ở Hà Nội nhưng hồn vẫn ở trong hàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trọng súng hơn trọng bút, Đảng Cộng sản bất tử giáo dục, thầy cô và học trò tháo chạy. Theo nghị quyết số 70 2022 của Quốc hội 15 tại Quốc hội Việt Nam ban hành vào ngày 11 tháng 11 thì ngân sách cho Bộ Công an là 99.953 tỷ đồng, tương đương 14,2 tỷ đô la Mỹ, chi cho Bộ Giáo dục chỉ có 6.255 tỷ đồng, tương đương với 260 triệu đô la Mỹ, tức là chi cho Công an gấp 16 lần chi cho Giáo dục. Điều đáng nói là so với những năm trước, ngân sách Công an lạm chi lớn hơn ngân sách của Giáo dục. Giáo dục đã bị Đảng Cộng sản hắt hồi nên mới ra nồng nỗi này. Nhìn vào phân bổ ngân sách thì biết ngay Đảng Cộng sản trọng họng súng hơn ngòi bút. Dù có tàn phá chiến lược của dân tộc này đến đâu, đảng cũng không quan tâm miễn sao có thể bảo vệ được chế độ. Ngành công an phải được ưu tiên hơn ngành giáo dục, dân ngu thì dễ bảo hơn, dân có hiểu biết gì đâu. Việc ngu dân hóa không phải là để dân thất học, mà là cho người dân nhiễm một nền giáo dục công cụ, làm sao để người dân dù học cao đến mấy cũng là con người phục tùng, chứ không phải là con người có tư duy độc lập việc áp dụng một nền giáo dục tệ hại như thế sẽ giết chết sự sáng tạo của con người. Nhưng với đảng thì không quan trọng, miễn sao người dân biết phục tùng là đủ. Những người này tìm tòi sáng tạo đôi khi lại là những kẻ khó bảo đối với chế độ. Vì coi trọng họng súng và trà đạp ngòi bút nên đảng Cộng sản mới vứt cho bộ giáo dục một ngân sách còm cõi để rồi bộ này tự lo liệu. Với ngân sách chỉ có 6.255 tỷ đồng cho cả một bộ thì không biết bộ này lấy đâu ra ngân sách để mà xây trường và xây lớp để phục vụ cho giáo dục toàn dân đây. Trong khi thế giới tiến đến giảm chi phí giáo dục cho dân và dần dần đi tới hỗ trợ giáo dục thì chính quyền của Đảng Cộng sản đã đẩy nền giáo dục vào thế phải móc túi phụ huynh. Các trường công lập đang dần dần tự túc tài chính, nghĩa là họ bán chữ cho học sinh với cái giá tự họ đặt ra, khiến cho học sinh nghèo ngày một bị vượt mất giáo dục Thảm cảnh này do ai tạo ra? Hiện nay, trường công đang thiếu nghiêm trọng. Việc lo cho con vào được lớp 10 công lập còn khó hơn cả vào đại học. Trong khi tìm con chữ thì khó, mà học xong đại học thì một lượng lớn sinh viên ra trường phải vứt bằng để chạy xe ôm công nghệ, làm công việc lao động chân tay kiếm sống. Hậu quả là đến nay đang xuất hiện trào lưu học sinh bỏ thi đại học để chọn con đường đi xuất khẩu lao động. Điều này cho thấy giáo dục xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những giá trị thua rất xa, giá trị phổ thông của các nước tư bản. Việc Bộ Công an nhận được ngân sách hàng năm lên tới 4,2 tỷ đô la đã tạo cho ngành này một môi trường ngập ngộ trong tiền bạc. Làm cho công an dễ giàu bởi nếu không bảo kê cho tội phạm để kiếm tiền thì cũng có rất nhiều dự án vô bổ để mà sờ múi trong khi đó, với ngân sách chết đói 260 triệu đô la Mỹ thì giáo viên không thể sống nổi bằng lương. Điều này khiến cho học sinh nộp đơn thi vào các trường thuộc ngành công an rất đông. Nhưng người nộp đơn thi vào ngành sư phạm lại thừa thớt. Rất nhiều người vì đã lỡ bước chân vào ngành sư phạm và đang làm giáo viên thì phải hoặc phải chịu sống kiếp nghèo khó hoặc vứt bỏ nghề để đi xuất khẩu lao động thì còn có tương lai hơn. Ngành giáo dục đã bị chính quyền hắt hổi thì tất nhiên cả giáo viên lẫn học sinh phải tháo chạy mà thôi. Đâu chỉ là giáo viên mà học sinh cũng đã phải tháo chạy. Vào ngày 24 tháng 7, báo Việt Nam Net có bài viết Giáo viên giỏi bỏ nghề đi xuất khẩu lao động mong đổi đời. Bài báo cho biết những giáo viên có hàng chục năm công tác, giáo viên dạy giỏi, thậm chí cả viên chức quản lý trong ngành giáo dục cũng chấp nhận từ bỏ công việc ổn định sang xứ người để mong có cơ hội thay đổi cuộc đời. Đây là thảm cảnh nhưng lại là hậu quả tất yếu khi mà đất nước này đang bị một tập đoàn chính trị trọng họng súng hơn trọng ngòi bút cai trị. Đây cũng được xem như là cách chạy giặc. Họ tháo chạy khỏi cái nền giáo dục vốn đã quá thối nát này. Không chỉ giáo viên mà cả học sinh cũng như thế. Họ đều tháo chạy sang các nước tư bản làm cu ly để mong được đổi đời. Quý vị, và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin trọng họng súng hơn trọng bút, Đảng Cộng sản bức tổ giáo dục, thầy cô và học trò tháo chạy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.